Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày nay bất động sản Mộc Hỏ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà một trệt, hai lầu, sân thượng, hẻm 606 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức. Ngôi nhà của mình nằm trong dự án phân lô đường Bàn Cờ, nhà cao tầng đồng bộ. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 6m, hai ô tô có thể né nhau. Diện tích ngôi nhà của mình nó là ngang 4 dài 14, 56m². Hiện trạng nó là một trệt, hai lầu, sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 phòng kép C. Rồi, chúng ta cùng vào tham quan bên trong ngôi nhà của mình. Thì tầng trệt nó bao gồm có phòng khách, bếp, toilet này, rất là rộng. Tặng toàn bộ nội thất gồm có bàn, ghế, tủ, máy lạnh, giường, vân vân. Có cái giếng trời rất là rộng. Thì kết cấu của tầng 2 và tầng 3 thì nó giống nhau. Mỗi tầng đều có hai phòng ngủ riêng biệt, toilet riêng từng phòng. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Đây, đây là phòng của tầng 2, toilet riêng từng phòng, tặng toàn bộ nội thất, bàn trang điểm, giường, ghế có sẵn hết. Quý khách hàng và các nhà đầu tư chỉ dọn vào ở ngay thôi. Này, chúng ta cùng lên đầu ăn. Thì nhà của mình thì được công ty Văn Minh xây nên là đồng bộ, đẹp, kiên cố, chắc chắn. Này, có bàn làm việc, tủ. Từ vị trí ngôi nhà của mình thông với lại khu dân cư Hồng Long, khu thanh niên xung phong, ra chợ Hiệp Bình, ra quốc lộ 13 là mấy tiền quốc lộ 13 là 150m, về khu đô thị Vạn Phúc, chỗ Bình Triệu, cầu Bình Triệu, bến xe miền Đông, về Phạm Văn Đồng, từ 3 đến 5 phút di chuyển. Này là sân thượng, phòng thờ. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất, cũng như là xem thêm những cái sản phẩm khác để chọn cho mình một cái kênh đầu tư. Rồi, xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các đầu tư trong những cái video sản phẩm tiếp theo.